Thảy kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho ngày mai, ngày 3 tháng 8 năm 2024. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa Tây Nam có cường độ yếu. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng nhiều mây, đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cụ thể, khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. 3 ngày khu vực này sẽ được bao phủ bởi nắng ấm vàng ươm, nhiệt độ dự kiến trong khoảng từ 17 đến 27 độ, chiều tối có mưa rải rác ở vài nơi. Khu vực phía Đông tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Hình thái thời tiết cũng tương tự khu vực phía Bắc tỉnh, tuy nhiên giữa trưa nền nhiệt tăng cao, cùng với hiệu ứng đô thị khiến trời oi bức khó chịu. Chiều tối mai có mưa rải rác vài nơi nhưng không đáng kể. Khu vực phía Nam tỉnh bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Khu vực này sẽ trải qua một ngày với thời tiết nắng nóng, giữa trưa lên đến 29 độ. Gió nhẹ và mưa rào vào chiều tối sẽ mang lại cảm giác dễ chịu và mát mẻ hơn. Và cuối cùng là khu vực phía Tây Nam tỉnh, bao gồm các huyện Đạ Hoai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Tuy có mưa về chiều tối, nhưng nhìn chung nền nhiệt ở khu vực này vẫn ở mức cao, có thời điểm lên đến 33 độ. Thưa quý vị, chi phí sản xuất hoa cúc đã là một trong những nỗi lo lớn của người nông dân, khi mà giá hoa trong những năm qua không được mấy khả quan. Tuy nhiên, một giải pháp sáng tạo đã mang lại hiệu quả bất ngờ, đó là kỹ thuật trồng hoa cúc tái sinh. Liệu phương pháp này có giúp giảm chi phí và đảm bảo chất lượng hoa hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu trong chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng ngay sau đây. Nhưng trước hết sẽ là bản nhiệt độ cho các tăng cảnh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.